có người sinh ra là con của vận mệnh, có người lại vận rủi liên tục. Bởi vì thường xuyên nhìn thấy người tốt cổng vận xuôi cả đời nhấp nhô, người xấu lại mang theo vận may sống lâu trăm tuổi tâm tưởng sự thành. Tôi cần phải làm gì đó? Chương một Thoát ly cục quản lý, không trốn khỏi đi làm mệnh. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Lần thứ nhất trực tiếp, bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Biết người biết mặt không biết lòng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Bất công, phán quyết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Bất công là vì nhiều người hơn công chính bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Hồ Nguyệt Nga may mắn tới sổ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Ai nói chỉ có vận rủi sẽ cho người xui xẻo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 biến mất khí vận cục quản lý. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Nên được trừng phạt, đại khoái nhân tâm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Chứng cứ mới, trở về hài tử. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.